Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 178. Có một bài kệ mà những đức cũng thường đọc nhiều lần để nhắc nhở chúng ta tinh tấn niệm Phật. Bài kệ đó là: hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, sẽ trở tay không kịp. Mỗi một người chúng ta đang sống ở thế gian này, nhất là những người tu hành có thể nghe được kinh giáo thì có được chỗ nhắc nhở sâu sắc nhất. Mọi người mình nên cảnh tỉnh một chút, quý vị.
Hôm qua Nhận Đức gặp một cái cô này. Nhận Đức biết cô cũng lâu, cũng còn trẻ lắm, nhưng bây giờ bị ung thư. Một thời gian ngắn thôi mà xuống sắc lắm. Lúc trước sắc diện rất là đẹp, chỉ một thời gian ngắn khi biết mình bị ung thư thôi, và cô sắc diện xuống dữ lắm, ốm mà nhìn thấy tiều tụy vô cùng. Mà cũng là người học Phật nhiều năm đó quý vị, nhưng do việc làm cuộc sống, lo cho chồng cho con, nên có những khi mình không có dụng công. Biết Phật Pháp là biết vậy thôi chứ không có dụng công. Rồi cứ nghĩ rằng là bây giờ mình còn trẻ, để mình lo cho gia đình từ từ đi, sau này sắp xếp gọn ghẽ hết thì lúc đó dụng công tu hành. Nhưng đột nhiên cái tự nhiên khám bệnh mình bị ung thư thời kỳ cuối. Nói thì cho nó cũng chón dáng mặt mày chứ không đơn giản đâu quý vị à. Chón dáng á. Rồi lúc đó bao nhiêu điều nó ập đến với mình. Nào là mình nhìn con mình 3-4 đứa con còn nhỏ quá. Rồi mình nhìn thấy chồng mình cũng còn trẻ quá. Rồi mình nhìn thấy gia đình của mình, sự nghiệp của mình tạo ra cực như vậy. Rồi mình nhìn lại lúc trước, thời gian ngắn lúc trước mình còn đẹp vô cùng, bây giờ tiều tụy như vậy. Bước ra ngoài mọi người nhìn thấy mình cũng ngại. Sao bây giờ mình bệnh hoạn tiều tụy xấu như vậy? Bao nhiêu điều nó dập đến là do gì? Chúng ta bị nặng với nó là mình mỗi ngày không có nghe cái chỗ giải thoát, và mình không có dụng công tu hành, nên khi sự việc nó đến với mình cái là nó ập ào ào đến luôn vậy đó. Rồi nó làm cho mình bao nhiêu điều mà bận tâm âu lo trong lòng mình, rồi nó tiều tụy, nó xuống sắc mau dữ lắm, rất là mau. Nên á, mọi người tu hành mình có cái hay là mình đừng có nghĩ là cái thế gian này nó tồn tại lâu dài nha quý vị. Và được một ngày nào bình yên thì cứ sống ngày đó bình yên cho tốt đi. Rồi cố gắng tinh tấn cái sự tu hành mình cho tốt đi. Tại vì cái cõi này nó thành trụ hoại không thân thì có sanh già bệnh chết. Mạng người Phật ví dụ trong kinh Kim Cang như là ánh chớp vậy đó, như là xương, như là bọt nước vậy đó. Phật thí dụ rõ ràng mà. Thí dụ chúng ta đang sống gì, chúng ta khỏe gì, nhưng mà có khi thọ mạng mình đến, mình bước ra khỏi cổng chùa cái tự nhiên có cái cây nó ngã ngang đè mình chết nè. Chúng ta không có biết được sự việc của nó đến với mình bất chợt đâu. Nên cái bài kệ mà chúng ta đọc đó, bài kệ đó hay đó: hãy tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ sẽ trở tay không kịp. Nhiều người chúng ta cứ lo việc cơm ăn áo bận, nhưng mà quên đi cái việc sinh tử là chỗ đại sự lớn nhất của một kiếp người. Ít ai lo nghĩ đến chuyện này. Nên Đại sư Ấn Quang Ngài mới nói rằng là con người cứ bận tâm lo âu bao nhiêu sự việc của cuộc sống, nhưng ít có ai nghĩ đến cái chuyện giải thoát một kiếp người là quan trọng nhất đâu. Thấy không? Từ nơi đó mà lời chư Tổ, lời chư Phật dạy rõ ràng lắm. Chúng ta là người học Phật nhưng do không có dụng công, chạy theo cơm ăn áo bận, mà mình không có dụng công, đến khi gặp sự cố cuộc đời đến rồi, lúc đó mình mới chơ dơ sửng dững, thì quý vị biết rằng là trở tay không kịp với nó rồi. Đến lúc gặp chuyện mới dụng công thì rất cần phải là nặng căng lắm mới vượt lên nổi. Vì mình đã mất năng lượng rồi, không có sức lực rồi, nhưng mà bây giờ một cái chỗ nặng vô cùng nó đè dẹp xuống mình, làm sao mình chịu nổi ha quý vị. Nên con người khôn khéo là mỗi ngày mình biết dụng công tu hành, mình biết nghe nhân quả, mình nghe được cái vô thường. Đừng có nghĩ cái cõi này nó tồn tại, đừng có nghĩ cái hôm nay nó quá sung túc rồi, nghĩ rằng là nó tồn tại lâu dài. Nghĩ như vậy coi chừng mình chơ dơ sửng dững với nó đó nghe quý vị. Phải thường nhắc như vậy. Và chúng ta sống với nhau như vậy nè, phải cố gắng bồi dưỡng cái tình người cho tốt.
Dù một ngày nào không sống với nhau nữa đi chăng nữa thì mình cũng là đã hết lòng với nhau trong những giây phút mà mình được ở bên nhau rồi. Đừng có suy nghĩ rằng là một kiếp người này ở bên nhau lâu dài chưa chắc. Nếu có duyên lâu dài thì ở lâu dài, còn không có duyên lâu dài làm sao ở nhau lâu dài đây. Từ nơi đó mà nhắc nhở mình cái vô thường, để mỗi một con người của mình nó đừng có chấp vào cái cảnh duyên của thế gian này là nó nặng nề quá. Đừng có chấp rằng là nó như vậy là tồn tại lắm. Đừng có chấp, nó không có tồn tại đâu. Đó. Nên có những người mà khi mà mình ngồi nói chuyện chung với nhau mà nói rằng là đời mình như vậy, đời sau như vậy, đời sau như vậy, trong lòng mình nói thôi đừng có tính như vậy nữa. Tính như vậy coi chừng cái tâm giải thoát của mình mất đi đó. Đừng có tính như vậy. Cứ tính là đời của mình phải cố gắng đi, rồi mình phải cố gắng tu hành cho tốt được giải thoát đi. Còn đời sau kệ tùy duyên của mỗi một con người và chư Phật Bồ Tát sắp xếp. Còn mình không có sắp xếp được đâu quý vị à. Quý vị biết rằng bao nhiêu con người mình thông minh lắm, sự nhìn nhận góc độ của mình là như trong tầm tay của mình vậy đó. Quý vị phải nhớ nha, quý vị có thể sắp xếp được mấy chục năm, nhưng quý vị không có sắp xếp được cho đời thứ hai đâu. Nó còn đòi hỏi vào nhân duyên phước báo của con người đó nữa, chứ không có sắp xếp được. Mình là người làm cha làm mẹ, mình thương con mình, mình hiểu biết, mình sắp xếp cho con mình, mà có khi con mình nó có nghe đâu quý vị. Nó không có nghe đâu. Mình làm thầy tí, mình tu nhiều năm, mình hiểu biết, mình muốn sắp xếp cho học trò mình, nhưng mà nó đâu có nghe mình đâu. Từ nơi đó mà phải dùng cái câu là phải niệm Phật về thế giới cực lạc, còn đời kế tiếp là nhân duyên của họ, còn ta hướng dẫn thì chân thật hướng dẫn thôi. Đừng bao giờ đặt nặng vấn đề là họ phải như thế này, họ phải như thế nọ. Nên có một số người cư sĩ ngoài đời bệnh đau gần mắt rồi để lại di chúc: mẹ phải an táng chỗ này, mẹ phải chôn chỗ nọ, mẹ phải đem, các con phải đem cái hũ cốt mẹ về nơi nào để ở nơi đó, nơi đó, nơi bàn thờ ông bà sao sao. Người chân thật niệm Phật đừng có nói đến câu này. Đừng có nói đến câu này. Mình nói đến câu này là mình không phải chân thật niệm Phật rồi đó. Mình còn an định cái vị trí nào cho mình vậy là không có phải chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi đó. Vì sao? Vì mình còn sống đây mà có những việc mà mình quyết định còn chưa được kìa. Chứ đừng nói chi là mình chết rồi mà nhờ người khác. Mình cứ chân thật niệm Phật đi. Chư tổ sư người ta hay lắm, người ta không có lo cái chuyện đó. Người ta cứ lo cái chuyện hiện tại đang sống và sống như thế nào và tu như thế nào cho tốt thôi à. Còn cái chuyện khi người ta chết rồi thì tùy duyên đi, tùy vào nhân duyên đi. Không có cái nghĩ như vậy. Thí dụ như mình không được giải thoát đi, con cháu mình nó làm ngược lại đi quý vị. Cái linh thức mình thấy gì mình đau lòng, mình sân si, thì sự đọa lạc mình càng sâu. Tại vì mình không phải người ta, người ta không phải mình. Làm sao người ta chịu làm theo cái ý của mình? Từ khi mình còn sống có một số nhân duyên gì đó mà người ta làm theo mình thôi. Nhưng khi qua một đời mình là hoàn toàn thay đổi rồi. Nên mình cứ nghĩ như vậy đi, thì mình sống một đời, hết lòng một đời. Vậy thì khi mình ra đi mình cũng cảm thấy rằng mình đã sống một đời trọn vẹn rồi. Còn đời kế tiếp là tùy duyên của mỗi người. Như vậy thì cái tâm mới nhìn thấu và buông xuống. Quý vị nghe những đức nói chuyện Phật Pháp, quý vị thấy rất là gần gũi và rất là xác thực từ đời lãnh đạo luôn đó quý vị. Nên Ấn Tổ đã nói rằng con người cứ lo âu trong bận rộn, cứ bận rộn trong sự lo âu mà không bao giờ nhìn nhận sâu sắc vào con đường giải thoát là quan trọng. Đó, thấy không? Có thể biết được nhưng mà vẫn bị sự bận rộn đó làm mình quay cuồng trong sự bận rộn, không chịu buông xuống được. Vẫn biết là chỗ đó không giải thoát, nhưng mà vẫn là hẹn lần hẹn lựa của ngày mai. Cuối cùng thì vô thường đã đến bất ngờ, chúng ta trở tay không kịp. Đây là chỗ rất quan trọng cho người niệm Phật, từ người trẻ tới người già, bất cứ một hạng người nào cũng phải được gắn nhắc chỗ này để nhận thức, đừng để luống qua một kiếp người của mình vô ích. Nhớ, đừng để luống qua một kiếp người của mình vô ích. Mình tu học từ là kẻ phàm phu hiểu Phật Pháp, chúng ta tu học từ từ, tập luyện cái tâm mình cho nó thuần thục với Phật Pháp. Thí dụ như trong chùa mình có những người trẻ đi,
Chúng ta ngoài đời chúng ta sống, chúng ta mua đồ này bận áo nọ, dùng cá nhân này dùng cá nhân kia. Mình đi vô chùa mình tu rồi, nếu mình còn cái tâm như vậy thì làm sao mình chịu rèn luyện cái tâm thuần thục trong đạo hả quý vị? Có những thứ mà quý vị biết rằng là người nữ, cái thứ đồ bỏ nhất mà họ còn chọn lựa một cái thứ này thứ kia để dùng, không nhận thức được cái thứ này là cái thứ đồ bỏ nhất. Nó có là được rồi. Những đức biết thời xưa chưa có sự phát triển thì người phụ nữ người ta sử dụng cá nhân, mà có khi mà bằng một chiếc vải, bằng một miếng áo, bằng một cái khăn để mà người ta lót. Còn bây giờ mà còn mà đòi hỏi cái này cái kia nữa, vậy thì làm sao rèn luyện được cái tâm mình trong đạo thuần thục? Đây phải bào mòn cái tâm người nữ đó nghe. Mình là người tu hành phải tập luyện cái tâm mình cho nó thuần thục trong đạo, phải nhìn nhận rằng cái thân này nó còn hôi thối vô cùng, đừng nói chi là cái gì mà sạch sẽ. Phải nhận thức như vậy. Mỗi ngày nó tải ra bao nhiêu sự dơ giấy, mình còn dối gạt mình là nó đẹp sao? Chính mình mà không biết à. Cái thân hình của mình tưởng đâu nó đẹp à. Nó chỉ có vẻ trang bên ngoài, nó chỉ có giả trang bên ngoài một số gì đó, gắn một chút, gắn này gắn cái kia một chút, để rồi để che mắt người không hiểu. Chứ thật sự chính mình mà còn chưa hiểu mình hả? Mỗi ngày nó ra cái gì, rồi mỗi tháng nó ra cái gì, không biết à. Từ nơi đó phải nhìn nhận thân là sự khổ đau, và thân là sự nhơ nhuốc dơ dáy, mà chính là thân này mà tạo bao nhiêu nghiệp quả khổ đau. Nếu hiểu rồi, dùng cái thân không tồn tại này để làm những điều trơn chắc tốt đẹp nhất, để mà cầu sanh quả Phật. Quý vị vô trong chùa tu, người trẻ quý vị nghe như vậy, quý vị nghe cái gì nữa? Quý vị có niệm Phật giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng phải giải quyết những vấn đề này của cuộc sống mỗi ngày để luyện tâm mình thuần thục nè. Không chịu rèn luyện, đến một ngày nào nó thay đổi cảnh duyên mình ở, làm sao mình sống đây? Không hiểu. Nên người xưa mới nói cái câu là người không biết lo xa, từ nơi đó mà thường gặp khổ đau đó. Kẻ biết lo xa thì không có cái khổ gần. Chính mình nè, mình làm được mình nè. Tập đi, tập mình đi. Những đức thấy rằng sống trong chúng rất là hay, rất là hay. Nếu những đức sống một mình, dưới cái nhân duyên của những đức bây giờ là tha hồ mà ăn uống ngủ nghỉ. Vậy mà sống với chúng, khuôn những đức vô chúng luôn á quý vị. Trong khi trong chùa mình cũng có những người, người ta cũng muốn nấu những đức miếng ăn này miếng ăn nọ gì, thấy mình công việc của mình này cái kia lo lắng sắp xếp. Quý vị làm bằng thân cực á, quý vị hỏi hòa thượng mình đi coi, hòa thượng không có làm bao nhiêu, hòa thượng ngồi tính toán không, ai cực hơn ai, quý vị biết liền cái gì? Cái đầu tính toán nó cực á, không có giỡn á. Cái đầu nó nghĩ lo nó cực á. Còn quý vị làm cái thân cực, quý vị dịu, quý vị ít, quý vị nằm ngủ mà không có lo lắng ngày mai tiền bạc chi sao sao chứ. Còn người trên quý vị biết bao nhiêu sự việc này, họ lo bao nhiêu tiền bạc họ chi. Bởi vì coi chùa mình, nghe chùa mình là tròn tròn luôn đó quý vị. Những đức nói đúng là phải tin Phật. Những đức cũng không hiểu sao luôn, ghê thiệt chứ. Trời ơi, chùa vậy đâu mà từ chủ nhật cho tới thứ hai tròn tròn luôn á. Tại vì những đức kêu người ta toàn bộ bỏ thùng tam bảo, tiền hết luôn, mà thùng tam bảo mình là đem đưa cho hòa thượng mình xây dựng đó. Vậy mà mình ở đây còn làm một số công việc mà quý vị thấy dữ dằn không, mà còn một ê đẩy chúng này luôn, vậy mà vẫn có tiền quanh năm. Những đức nói rằng là đúng là phải tin Phật. Cái này những đức nói chỉ có Phật A Di Đà ngày trả tiền lương này để lo cho mọi người thôi, chứ không có ai mà trả nổi cho quý vị ơi. Mà trong khi những đức nói chuyện mạnh dạn vô cùng, nên người ta muốn cúng dường, người ta đưa những đức người ta cũng không dám nữa. Bây giờ những đức kêu người ta là bỏ thùng tam bảo hết. Vậy đó quý vị, để rèn luyện cái lòng tin mình, tin Phật đến mức nào, mình coi có sự việc nó làm sao. Chùa này những đức giao cho mấy cô cầm tiền đó, mấy cô biết mà. Thí dụ như cô Liên Bạch trong chùa, mỗi từng chủ nhật đó khui cái thùng phóng sanh ra, có bao giờ những đức cầm một cắt bạc nào về không? Có khi máy đặt 10.000 chiếc máy, trả tiền ta trước, thì dành dụm chút đỉnh tiền là trả người ta trước, rồi bắt đầu là máy đưa ra gom lại. Lâu lâu cần làm cái gì thì đem đưa ra,
làm tiếp tục. Quý vị biết rằng cái đầu không biết điều tiết ở đây bị sống làm sao đó, 5 năm ở đây đó, vị thấy không, tin Phật không? Đó là chính mấy cô này, mấy cổ làm, mấy cổ thấy rõ ràng đó. Nếu những đức mà giấu giấu che che, trời, sống với mấy cô nữ này nội mỗi ngày mà nó mà nhìn ngó, nó biết được cái mục của mình rồi, nó chăm chích mình cũng le lử nữa. Những đức là sống quá rõ ràng, mấy con nhỏ gái nó không có chăm được cái mục gì của những đức chứ. Cả một buổi nấu ăn dùm cho những đức không không muốn cho nó nấu nữa. Nó nấu cho mình ăn, nhưng mà sau lưng mình nó sẽ nói câu rằng là ổng thì ổng nói ngon lành, nhưng mà sau lưng thì mình nấu cho ổng ăn, chứ ổng có ăn chung giống chúng đâu. Không có đơn giản đó, nên cảnh giác cái câu này đi. Trời ơi, tâm người khó lường lắm, tính con đường trước vẫn là hay hơn. Nên những đức nói đừng có nấu cho tôi ăn, tại vì quý vị xào cho tôi một dĩa rau rồi tôi phải ăn chứ thật sự, đừng có nấu cho tôi ăn, tôi không có chịu gì đâu. Còn ngày Chủ nhật á, thôi tôi ăn với anh em đi, à, tôi kêu đừng có nấu mà bữa nay sao Chủ nhật mà cũng bưng cái mâm cơm, mà cũng là ăn Iran vậy thôi, mà để lên cái mâm rồi xong bưng vô phòng những đức. Người ta không biết, người ta nói rằng thấy chưa, nói vậy chứ ăn riêng không thấy chưa. Thôi mệt lắm, thà ăn thì ăn cho nó xứng đáng. Rồi thà ăn thì ăn cho nó xứng đáng, ăn thiệt đi, giả mà đi làm cho người ta nói làm gì. Thôi thà ăn thì ăn cho nó xứng đáng. Thật sự mà nói, những đức là thợ nấu mà, những đức muốn nấu ăn, những đức nấu những đức ăn là chuẩn nhất luôn á. Từ đó để cho mấy vị nấu, quý vị nấu sao bằng những đức nấu những đức ăn. Những đức nói trong đây không có ai mà nấu những đức ăn được hết trơn á, những đức nấu những đức ăn mới được thôi à, miễn cưỡng thôi. Nên mỗi ngày bỏ vào bụng để sống qua ngày tu hành thôi. Nên từ nơi đó sống hệt như chúng đi là hay nhất à. Nó nên Chủ nhật dọn lên cho anh em ăn sao những đức ăn vậy đó, qua bên phòng máy ăn Iran vậy đó, đừng có bưng cái mâm cái gì nghe không, mất công. Trời ơi, có gì đâu mà để người ta nhìn ngó. Nên mình sống như vậy đi, sau này có chuyển cảnh khổ đau đi mình sống được. Còn nếu không chuyển cảnh khổ đau thì mình sống càng tự tại. Vì một đời của người tu thật sự quý vị rằng cái tự tại nhất của chúng ta đó là đơn giản bình dị. Đây là cái tự tại nhất của người tu. Nếu mà nói về hưởng thụ, tại sao Thái tử Tất Đạt Đa đi bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh đi tu? Ngài thấy được cái sự nhiễm ô và sự hưởng thụ, đó là sự khổ đau của một kiếp người. Bậc trí người ta đã nhìn rõ ràng rồi, nên người ta đi vào trong khu rừng già tu khổ hạnh 6 năm để cầu đạo giải thoát. Nhìn từ chỗ này thì chúng ta biết rằng là Thái tử Tất Đạt Đa là bậc trí tuệ. Khi mà chứng thành Phật quả thì Ngài đưa lên một tiêu chuẩn rằng là ba y một bát tối ngủ gốc cây. Một gốc cây mà không được ngủ ba đêm, ngủ một đêm ngày mai phải qua gốc cây khác. Vì sao? Vì làm cái hình tướng đó để mà cho chúng sanh đời sau nhìn nhận rằng ta một gốc cây mà không ngủ ba đêm. Vì sao? Vì sợ ngủ ba đêm dính mắt gốc cây, chứ đừng nói chi là cắt một cái nhà. Nên người tu bây giờ lúc mới khóa tâm tu thì có đạo, tu một thời gian có tiếng tâm chút, người ta cúng cho một căn nhà, một cái phòng ngon lành, một cái nhà vệ sinh đi tắm mà còn hơn là cái nhà ngủ của người ta nữa. Vậy thì quý vị chạy đường nào thoát? Nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói một câu, lúc mới xuất gia thì phát tâm cầu thành Phật. Khi mà tu một thời gian có tiếng tâm một chút thì Phật tử người ta cúng cho cái nhà. Khi cúng cho cái nhà thì người ta làm một cái chuồng, rồi xong người ta kêu chú heo con này vào chuồng, người ta đóng cửa lại. Nên nhận thức đi. Đức Phật mà đã làm cái chuyện mà ngủ một gốc cây không ngủ ba đêm, mà quý vị nó phải kẻ phàm phu chúng ta mà không dính mắt hả? Nếu không được sự nhắc nhở mỗi ngày, chỗ nào cũng dính hết. Đừng có nói mà tạo lên rồi mà buông xuống được. Đố mà buông được đó, không có buông được đâu. Từ khi nhìn thấu lắm mới buông được, còn nếu không là không bao giờ buông được. Rất là sợ mắt, tại vì cực quá mới tạo nên thành. Từ nơi đó không buông được đâu, cho quý vị biết đó. Nên mình phải được sự nhận thức và nhắc nhở như vậy để mọi người cảnh tỉnh đi. Nên sống trong chúng cẩn thận lắm á. Ôi ơi, đừng có nói là ở đâu xa lạ, trong đây dẹp điện thoại hết rồi, tự trong đây họ chém mình cũng le lử rồi, cần gì người bên ngoài. Chém bằng cái cách gì? Chém bằng cái miệng á. Quý vị mà trong đây cái gì không phải đi, mỗi người nó nói một câu thôi, quý vị cũng đủ chết trong đây rồi. Gọi là vi trùng trong người sư tử, tự ăn thịt sư tử, chứ đâu xa. Ở trong đây nè,
Quý vị thử đi, vị là người trên đi, làm ngược lại vấn đề vị nói đi. Họ mỗi người nói một câu quý vị cũng đủ chết rồi đó. Cái chuyện mà cái mâm cơm ăn thôi quý vị cũng không cẩn thận cũng chết nữa. Cái điều này là cái điều hết sức là cảnh giác cao độ đó. Còn người ta sống sao kệ người ta, còn đây mình sống với các cụ già, với đại chúng. Mình từng nói như là một đại gia đình. Mình sống sao cho giống với đại gia đình này đi hay nhất, mà đặc biệt nhất. Thì thật sự mà nói trong chùa, đại chúng lâu lâu người ta muốn ăn miếng cà ri chấm bánh mì, ăn bún, ăn hủ tiếu. Nhưng những đức xin thưa quý vị nha, với cá tính những đức thích ăn nhất là những đức ăn cơm thôi à. Ngộ vậy đó. Những đức mỗi lần mà ăn bún, ăn đồ này kia, những đức ăn xong nó xấu ruột. Những đức chỉ ăn cơm dù là đậu luộc chấm hủ tiêu ăn hoài cũng được nữa, nhưng mà không đói bụng. Mà ăn bún, ăn bánh mì chấm cà ri, những đức mấy cái thứ đó không thích ăn. Nó nhưng mà đại chúng người ta lâu lâu người ta muốn thay đổi như vậy thì mình cứ nấu à. Nhưng mà còn bao nhiêu công việc để làm mà dùng không có dùng được cái gì, chứ cái bụng nó cũng cào được, cũng thấy đói bụng. Tại vì sao? Mình nó thích ăn cơm thôi à. Như đức thấy cơm là chắc ăn nhất rồi quý vị à. Nên quý vị biết rằng có một chú trong chùa, ông vô trong chùa cách nay khoảng năm mấy, ông mới vô đây ông bị ung thư. Hai người anh ung thư đưa ông vô đây. Ông nay phải re đó. Nó vô đây chỉ cần ăn chay thôi, rồi ăn cơm trắng bình thường, đậu hũ thôi đó, hết ăn ung thư đó. Ngồi đó. Người thật việc thật đó quý vị. Đó, nên từ nơi đó ăn chay cũng đã thấy được rồi. Điểm chính là luyện cái tâm tu hành cho tốt, phát khởi cái lòng tin về Phật Pháp, tin nhân quả cho chắc chắn. Đó, nên mỗi một người chúng ta nghe gì, mình đã phát tâm đi tu thì rèn luyện cái tâm mình cho nó thuần thục. Rồi mình đi vô chùa mình tu, mình xa gia đình mình rồi, mình đừng có bữa nay thân người này, cái mai mốt mình phiền não với người này, cái mình chạy mình thân người khác. Rồi xong mình phiền não người khác, mình chạy mình thân người khác. Cái đây là cái sự ngu si không thể nào nói hết đó. Làm gì cái chuyện tào lao đó thì con mình còn xa nó, mình vô đây mình đi chụp đứa này đứa kia làm chi ạ? Nói như vậy trong số lượng đông người này vẫn có một người đó. Bữa nay chơi với cô trẻ này, cái mai mốt ghét cô trẻ này, cái nói xấu cô trẻ này, cái đi chơi cô trẻ khác. Vậy mà các cô trẻ, các chú trẻ mà gặp cái tình trạng này mà mình còn chơi chung những người đó, quý vị thiệt là khờ quá đó nghe. Còn những hạng người đó đừng có nên gần gũi. Mình là kẻ phàm phu mà gần gũi những hạng người đó là làm sao mình phát triển được đạo tâm mình. Người ta nhìn những người đó là người ta biết họ hết phước rồi. Đúng ra có thời gian rảnh, tuổi lớn rồi, lên chánh điện tu bốn thời tốt quá. Có khi rảnh mà ngồi góc này ngồi góc kia, rồi đi đâm thuốc cho cô này, đi lấy cây cỏ cho cô nọ, làm chuyện tào lao, làm chuyện không đúng. Thương người ta hại người ta chứ thương gì. Trong chùa mình có hai mẹ con, bà cụ chín mấy tuổi, bà cụ chín mấy tuổi người ta khỏe ghê luôn. Bà con thì tối ngày bệnh hoài vậy đó, hết đi xin cái này để xin cái kia, hết bữa nay đi xin làm răng, ngày mốt đi xin hay cỏ, hết đi lấy thuốc này chị bệnh, lấy thuốc kia, bà bệnh te tua. Còn bà cụ 93 tuổi thì phải re ngon lành luôn, mặt mày sáng sủa. Nhưng đức từng nói rằng bà là con, bà còn già hơn mẹ bà chín mấy tuổi nữa. Chính bà đó, cái sự tu hành của bà, cái tâm kỳ cục quá. Ta nhìn những con người này, ta đừng có thân cận những người này. Mình thân cận những người này là mình bị bệnh đó. Vì họ mỗi ngày là mang bệnh để trong tâm mà làm sao không có bệnh. Trời ơi, những đức lo cho chúng mà người sao những đức không biết. Chùa này có hai ba bà tào lao lắm đó. Ôi trước mặt mình mấy bà già già vậy đó, chứ hồi mấy bà tào lao dữ lắm, biết hết. Từ nào đó nào những đức nói những buổi này người ngoài đời nghe cũng có lợi ích nữa. Vì sao? Vì mình tu hành mà cái tâm bệnh đó không chịu lấy ra đó. Nhìn bà cụ chín mấy tuổi thì người ta khỏe ghê không. Mai mốt có quy định cho chùa mình đó. Chùa mình đã chuyên tu quyết định cầu sanh cực lạc rồi. Hư cái răng bỏ cái răng, rụng cái răng bỏ cái răng, súng hàm răng bỏ hàm răng. Có nghĩa là chuỗi lũi thì niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trời ơi, mình rèn luôn đi. Bây giờ mình ở trong chùa cũng không đi đâu hết trơn á. Mục tiêu để cầu sanh cực lạc mà. Giờ còn đi làm răng, làm này làm kia, nó đem cái giả để vào, nó đã xa mình, nó nhắc nhở mình rồi mà còn lại lụm đem về bỏ vào nữa, gắn vào nó gớm 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 hơn gì nữa.
Thà nó chùi lũi mà còn sạch hơn. Thì gắn gắn nó vô ghê thế mồ. Mấy bà cụ chùi lũi đó có ăn được không? Sống được không? 93 tuổi đó nhìn cái mặt mày đẹp chưa? Có cái răng nào? Tại vì mình già quá rồi, bây giờ răng nó rụng hết nên nó trẻ lại. Tại mình niệm Phật nó mới được gì? Quý vị thấy là con nít chưa một răng đều là già hay trẻ? Chưa có cái răng nào là trẻ đúng không? Vậy thì con người chúng ta là vô thường, nó lạ lắm. Từ khi chưa có răng mới sanh ra là trẻ, rồi bắt đầu nó có răng là nó tạo cái vô thường. Rồi xong khi mà vô thường nó đến lúc nó nhắc nhở mình thì lúc đó răng nó rụng đi. Thì lúc đó mình thấy rằng là mình niệm Phật, bây giờ răng rụng đi là nó trẻ lại. Từ nơi đó mà đem gắn vào, vậy là đem cái già để giữ hả? Đó, nên người ở trong đây nên nghe gì để nhận thức đi. Chúng ta là mục tiêu cầu giải thoát. Người nào có tâm này thì tự mình luyện tâm mình cho thuần thục. Còn người nào cái tâm loạn tưởng vu vơ thì tùy quý vị. Nhưng nhớ rằng cái cảnh duyên nào cũng có sự thay đổi chứ. Nó không có tồn tại lâu dài, dù 10 năm 20 năm gì nó cũng có sự thay đổi à. Nó không có tồn tại, mình cứ nhắc vậy đi để bản thân mình đừng có chấp cái cảnh này. Nó không có tồn tại đâu, đừng có nói mà giữ cỡ nào, càng giữ càng chết. Càng giữ thì mình càng cảm thấy mình bị hụt hẳn càng nặng thêm. Mà không phải đá đổ đâu, mình cứ hết lòng với trách nhiệm của mình thôi à. Còn ngoài ra nhân duyên sao kệ nó. Tại vì cái cảnh này Phật đã nói rằng là thành trụ hoại không, thân thì sanh già bệnh chết, đều là vô thường hoàn toàn. Để nhắc mình nhìn thấu buông xuống, để mục tiêu người nghe được đạo pháp, để hướng đến cái chỗ giải thoát là chính nhất. Phải nhớ, có những đoạn văn mà chư Tổ dạy mình là người mà niệm Phật là người có nhiều thiện căn phước đức mới niệm Phật. Mình trong chùa mỗi ngày mà niệm Phật nhiều này là cái nhiều cái thiện căn phước đức nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp mình trồng rồi đó. Đời này mình mới gặp được pháp môn Tịnh Độ đó. Thí dụ như chương trình của người khiếm thị bây giờ đi đến mức cực điểm là đông đến mức như vậy đó. Cái người mà người ta thuê xe cho họ đi, người ta nói rằng là nếu mà đông nữa là con chịu không nổi đó thầy. Tiền xe bây giờ gần 90 triệu, 100 triệu rồi. Một người lo, hai người lo, dữ dằn lắm, không đơn giản đâu. Nhưng mà Nhân Đức nói rằng là cứ hết lòng mà làm đi. Cái vật chất thế gian nó là không có tồn tại, lấy nó để đổi qua phiếu công đức phước duyên vẫn thù thắng hơn. Đừng có sợ, cứ chân thật mà làm đi. Thí dụ như mình rèn cho những người khiếm thị này tâm thuần thục vì đạo đi. Đến một ngày nào nhân duyên đến rồi mình sẽ nghỉ thôi. Còn làm thì cứ chân thật mà làm. Nhân Đức khuyên họ chân thật mà làm đi, đừng có sợ. Chồng người là thù thắng nhất mà. Bác Hồ nói chồng cây 10 năm, chồng người 100 năm. Có nghĩa là chồng người thù thắng hơn 90 năm đối với chồng cây. Nó phải nhận thức được chỗ này rồi thì chồng người không sợ. Vì con người sẽ làm Phật. Gieo cái duyên cho người tu là gieo cái duyên cho họ làm Phật. Đừng có sợ. Quý vị mà buông tay là những đứa gánh hết luôn đó. Chẳng đánh này những đứa phát cờ luôn á. Chừng nào hết duyên thì những đứa nghĩ à, không có ép buộc. Nhưng mà ai buông những đứa thấy còn khả năng là đánh chặn, không sợ. Nên nó nói đoạn này quý vị có nghe đó. Nên nhớ mình một ngày nào cũng sẽ bỏ cái thân này. Cái gì mà tồn tại đâu, nên cái gì làm được thì cứ làm đi, đừng có sợ. Làm việc Phật pháp mà lo mà sợ, sợ được sợ mất gì thì cái tâm làm này không hiểu. Người khiếm thị đến đây quý vị thấy người ta niệm Phật một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, ngồi ba tiếng mấy đồng hồ. Mình bao cho họ một cái vé xe đi đến đây. Họ khổ quá mà. Lụm cụm kẻ mù, người cục tay cục chân. Cái chương trình này là chương trình đặc biệt. Chúng ta làm được chỗ này là điều rất tốt. Có khi chúng ta cực khổ làm ra tiền để dành lại cho con cháu của mình. Nhưng quý vị coi con cháu mình nó giữ được hay không. Chúng ta đem đồng tiền mà tạo này ra để mà chồng người làm Phật, thù thắng vô cùng, mà chính mình nuôi được thiện căn của chính mình để phát triển cái tâm giải thoát của mình như vậy thì quá tuyệt. Phải nhận thức sâu sắc rồi làm việc này không sợ. Càng đông càng tốt.
cứ gieo duyên cho họ đi. Còn mình là mình tu được sợ gì? Một buổi một giờ thì về nhà hết rồi, vẫn là trả lại hoàn cảnh bình thường, không có gì cả. Chân thật mà làm việc cho Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ trả lương cho chúng ta. Cứ yên tâm đi, Phật A Di Đà trả lương hay lắm, trả lương khéo léo lắm, trả lương hiểu biết lắm, trả lương cho đủ dùng chứ không cần dư. Vì dư sợ con mình tham. Từ nơi đó Phật A Di Đà là cha lành có trí tuệ, trả lương đủ xài. Đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Nên nhớ người niệm Phật có nhiều thiện căn. Trong kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh bị quắc. Không thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được vãng sanh thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe đến Phật A Di Đà bèn chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, người đó lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà cùng các thánh chúng liền hiện đến trước mặt người đó. Người đó lúc mắt tâm không điên đảo, liền được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đây là đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà mà Đức Thế Tôn thuyết giảng không có người hỏi, gọi Xá Lợi Phất nghe. Đức Thế Tôn nói rằng không thể nào dùng chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc được. Người chịu niệm Phật là người có phước báo nhân duyên, nhưng phải chân thật mà niệm Phật. Và trong kinh A Di Đà Phật dạy là niệm từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người này chắc chắn là sẽ được giảng sanh. Nhưng khả năng mình không làm được như vậy. Như vậy thì cái tiêu chuẩn của mình đưa lên là một đời. Một đời là từ khi còn sống cho đến khi ra đi, là luôn luôn chấp nhận buông xuống vạn duyên, đi theo Đức Phật A Di Đà về thế giới cực lạc. Mỗi ngày một câu Phật hiệu này niệm đến cùng, bồi dưỡng thiện căn cho thật dày. Đến khi thọ mạng đến, bất cứ lúc nào, không nói già hay trẻ gì, hay bất cứ một sự việc gì đến với mình, mình chấp nhận đều buông xuống hết. Một câu Phật hiệu mà niệm, đó là đưa lên tiêu chuẩn cho mình, kẻ phàm phu như mình, một đời niệm Phật. Chứ không có thể nào đưa lên kỳ hạn là một ngày cho đến bảy ngày, hoặc là ba năm, bốn năm. Chúng ta là kẻ phàm phu, chưa chắc làm được chỗ đó. Nên chúng ta quy định cho mình là một đời tinh tấn niệm Phật, gọi là nhất tâm không loạn. Nhất tâm là một câu A Di Đà Phật mà niệm, gọi là nhất. Không loạn là không chuyển qua pháp khác, gọi là không loạn. Nên chúng ta không chuyển qua pháp khác, mà một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tín nguyện với câu Phật hiệu này, gọi là một đời niệm Phật nhất tâm không loạn. Dùng nhất môn để tu lâu dài, đây là chỗ nhất tâm không loạn, đặc sắc một đời nhất định giải thoát. Chỗ tín nguyện phải cho chắc chắn. Nhớ người niệm Phật là người có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Các tạp thiện khác là ít thiện căn hơn. Ngoài câu A Di Đà Phật, những thiện khác gọi là tạp thiện khác. Vì sao nói là tạp thiện? Vì bổn nguyện của Phật A Di Đà là niệm A Di Đà Phật. Và Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ điểm là bổn nguyện của Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh, là chúng sanh niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật. Khi cận tử nghiệp từ 1 niệm cho đến 10 niệm là nguyện thứ 18 trong chương thứ 6 Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, là niệm A Di Đà Phật. Nên ngoài câu A Di Đà Phật gọi là tạp thiện, còn một câu A Di Đà Phật gọi là bổn nguyện của Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Nên những việc thiện khác không thể nào so sánh bằng niệm Phật được. Niệm Phật là đại thù thắng, vì đây là bổn nguyện của Di Đà. Tất cả công đức phước báo nhân duyên của Di Đà tu hành đã thành đều bỏ vào danh hiệu A Di Đà Phật này. Nên chúng sanh niệm câu A Di Đà Phật là thù thắng nhất. Tất cả các thiện khác không thể nào so sánh bằng niệm A Di Đà Phật. Nhưng nếu chúng ta có nhân duyên làm những việc gì để mà duyển cái giai người học Phật chúng ta có tâm từ bi, thì gặp việc thiện đừng nên bỏ, nhưng đừng phàn duyên. Không gặp thì đừng đi tìm, nhưng gặp thì đừng bỏ. Dưới khả năng mình làm được thì cố gắng mà làm. Đó gọi là đủ nhân duyên để mà làm việc tốt, hồi hướng về thế giới cực lạc.
Còn không đủ nhân duyên thì đừng nên chấp cái việc thiện này, mà cũng phải buông xuống. Phải nhớ pháp còn buông xuống. Nên 49 năm của Đức Thế Tôn thuyết pháp, chúng ta không thể nào thu gom đọc hết được, nên buông xuống. Niệm một câu A Di Đà Phật. Nên trong kinh giáo Phật dạy rằng pháp còn buông xuống không chỉ là thứ phi pháp, những thứ tạp thiện có khi gọi là phi pháp. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu, niệm cho đến cùng thì niệm tất cả các thiện hạnh khác được. Còn khi chúng ta niệm một câu Phật hiệu này tốt vô cùng, nhưng gặp điều thiện lành như lo cho người già, bố thí cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, gặp bất cứ ngôi chùa nào người ta xây, người ta đúc chuông, làm những điều tốt thì chúng ta gặp được thì tuy hỷ công đức. Còn nếu không gặp được thì không phàn gì, không đi tìm. Từ nơi đó ở nhà chân thật niệm Phật, gọi là người niệm một câu Phật hiệu là thiện căn dày nhất, và các tạp thiện khác là ít thiện căn hơn. Đây vì sao? Vì bổ nguyện của Di Đà là niệm A Di Đà Phật. Nên người trong chùa này là người niệm A Di Đà Phật thù thắng nhất đó. Vậy mà ở trong đây có khi còn nghĩ còn phải đặt máy rồi gỡ đi chỗ này chỗ kia về nhà được. Tại vì mình đã ở trong chùa rồi, còn cái chuyện làm này là cái chuyện ở ngoài đời người ta làm được. Cái việc này là người ta làm gì, người ta đã tạo ra tiền thì phải làm cái phước. Ở một chỗ làm được phước, điện thoại máy, đặt máy tặng cho bà con để truyền pháp. Còn mình là người ở trong chùa tu, phải làm tấm gương niệm Phật cho tốt. Vậy thì vô cùng thù thắng rồi. Rồi mình ở đây, mình đã tu rồi, mình đã tuổi già rồi, con cái mình đã lo đàng hoàng hết rồi. Bây giờ mình lo tu, mình không có lỗi với con mình. Chứ bây giờ mà mình ở đây tu mà mình còn trông ngóng đi về nhà thăm con, đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại đạo đức làm người. Tại vì con thăm cha mẹ, bây giờ con cha mẹ đi về thăm con. Còn bây giờ đứa con này được cha mẹ sinh ra nuôi không lớn. Nếu ngoài đời nó có vợ có chồng chưa chắc nó nuôi mình. Nhưng bây giờ nó phát tâm đi tu ở trong chùa, là con đường người ta hướng là hướng đến chỗ giải thoát, để mà cứu củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ. Vậy thì bây giờ để cho đứa con này nó chân thật nó tu. Chứ nếu như bây giờ nó tu trong chùa mà nó cứ đi ra đời, nó về nhà thăm thì đời không ra đời, đạo không ra đạo, người ta cười nó chết. Từ nơi đó mà nó đã đi tu để nó tu yên tâm. Còn mình lâu lâu mình vô mình thăm con mình trong đây thì được. Vì sao? Vì người ta phát tâm đi tu, chứ không phải là phát tâm đi có vợ có chồng hưởng thụ cuộc sống ngoài đời mà không thăm cha mẹ là có lỗi. Còn bây giờ người ta phát tâm đi tu là người ta bỏ đi cái niềm vui ngoài đời rồi. Nên mình ở ngoài đời vô thăm con, thăm người thân mình là đúng, chứ không có kêu người ta đi thăm mình. Như vậy là cái nguyên lý rất đúng, quý vị phải hiểu. Nó quý vị thấy những đức chia sẻ rộng không? Chia sẻ rộng hoàn toàn hết luôn. Vị trí nào cũng nghe được hết, nó mở tâm ra hết luôn, chứ không có một cái góc độ, một khía cạnh. Mà mỗi một khía cạnh quý vị phải hiểu đó. Hiểu được rồi thì cái sự tu của mình không có nao nao trong lòng mình. Nói rằng lâu quá con về thăm cha mẹ không biết có lỗi hay không. Thầy nói là chữ hiếu là quan trọng nhất. Hiếu nó có hiếu thế gian, hiếu sức thế gian. Cái người hiếu thế gian là do họ ở ngoài thế gian mà hiếu. Còn cái người báo hiếu sức thế gian là phát tâm tu đạo để cầu giải thoát. Hiếu này bao trùm tất cả hiếu, phải hiểu. Còn nếu như mình đã tu rồi mà không thành tựu, đây mới là đại bất hiếu. Vì củ quyền ông bà cha mẹ đang chờ mình mà mình không thành tựu. Đó, người tu phải hiểu chỗ này đó. Nên mình mỗi ngày phải nghe như vậy nè, để nó phát cái tâm dũng mạnh, tinh tấn để mà tu hành giải thoát. Nên ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài có một bài kệ hay lắm nè. Cực lạc là cảnh giới của cõi niết bàn tịch tịnh, nếu phan duyên tu tạp thiện e rằng khó được vãng sanh. Vì thế Như Lai mới chọn ra một pháp thù thắng, dạy chiên niệm A-di-đà Phật lại chiên một lòng, 7 ngày 7 đêm tâm luôn nhớ niệm không gián đoạn, hành trì lâu dài lại thêm cố gắng, đến lúc lâm chung thành thánh chúng đều cầm hoa đến rước, thăng tâm khoáng khích liền ngồi lên đài vàng, ngồi vào liền chứng đắc vô sanh nhận, chỉ trong một niệm tức thì đến trước Phật Đà, các thánh chúng đua chen mang y phục đến trao, chứng được bất thối chuyện liền nhập vào tam hiền. Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà quá thân đó. Cái bài kệ này là để giảng cái đoạn mà chúng ta mới đọc trước.
Câu này rất hay: nếu phan duyên tu tạp thiện e rằng khó được vãng sanh. Đó, phan duyên tu tạp thiện thì khó được vãng sanh. Còn nếu chuyên tu là niệm một câu Phật hiệu, tin nhân quả gì? Tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đối với người niệm Phật là phải tin cái nhân quả này. Còn đối với cái nhân quả mà cho người thế gian thì nói nhân quả của lục đạo luân hồi cho họ nghe, vì họ không đủ năng lực để tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thì nói về nhân quả của lục đạo luân hồi cho họ nghe, nghe hiểu từ từ rồi mới nói đến cái chỗ là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhưng người chuyên niệm Phật của chúng ta là phải tin cái nhân quả gì? Tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thì mới đúng của người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rõ ràng nha, rất là rõ ràng. Không phải là đụng ai cũng nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quả được đâu. Có những người chưa hiểu đạo gì hết là nói nhân quả của lục đạo đó. Nên Phật nói rằng là muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân đời này. Đó là nhân quả của lục đạo luân hồi dưới cái căn cơ mới nhập đạo. Còn cái người mà căn cơ đi vào tịnh độ để niệm Phật là phải tin nhân quả, là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phải tin chỗ này. Nếu phan duyên tu tập thiện e rằng khó được vãng sanh. Đây là lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư Phật A Di Đà Quá Thăng. Vì thế Như Lai mới chọn ra một pháp thù thắng, dạy chuyên niệm A Di Đà Phật, lại chuyên một lòng nhớ A Di Đà Phật. Đó, thấy không? Vậy là câu A Di Đà Phật này quý vị niệm xuyên suốt là tuyệt rồi, đầy đủ quá. Không thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc. Nghĩa là các hành giả tu hạnh tạp thiện khó được vãng sanh, cho nên mới nói tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh. Ít thiện căn nghĩa là đối với nhiều thiện căn mà nói. Như vậy các tạp thiện là ít thiện căn, còn niệm Phật là nhiều thiện căn. Rõ ràng quý vị nghe gì thì cái người niệm Phật nó hưng khởi cái tâm mình, cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Niệm giết rồi trong tâm của mình là con muốn về thế giới cực lạc, con muốn về thế giới cực lạc. Tự nhiên nhìn Phật A Di Đà mà con nguyện là khi con mệnh chung Phật A Di Đà rước con về thế giới cực lạc. Cái ý niệm này để bỏ vào con Phật hiệu để niệm nghe. Trời, cái tâm niệm nó an lạc chứ lắm, nó không có niệm trống trọng đâu. Tự nhiên niệm mà trong lòng của mình là Phật ơi, lúc nào thỏa mãn con đến, bất cứ lúc nào là con muốn Phật A Di Đà tiếp dẫn con về thế giới cực lạc là con về liền à Phật ơi. Cứ nuôi cái tâm như vậy mà cứ niệm, đi đứng nằm ngồi cứ niệm con Phật hiệu. Ban đầu thì niệm chổng chổng như niệm không có hồn, mà niệm từ từ rồi niệm nó có hồn. Như là một bài hát, ban đầu hát thì chưa hay, nhưng mà hát lâu ngày từ từ hát bài hát hay. Thì câu Phật hiệu cũng là như vậy. Ban đầu thì niệm nó chưa có phát tâm được, nhưng niệm từ từ nó phát tâm được, nên có vật hiệu là thánh thiện nhất. Niệm từ một kẻ ác nhất, niệm từ từ cũng thiện nhất. Chổng chổng ban đầu niệm mà niệm từ từ rồi cũng trở thành kẻ thiện nhất. Và phát tâm chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc, đây là tiêu chuẩn. Có vật hiệu là thiện căn để mà phát chuyển tính căn, nguyện căn của mình để mà cầu sanh cực lạc đó. Nên có vật hiệu này tuyệt lắm. Chân thật mà niệm đi, chân thật mà niệm, dù hiểu không hiểu gì, không hiểu niệm viết thành hiểu, hiểu rồi niệm viết cho thành Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà A Di Đà Phật.